thân dây lát. Đây, ấm điện, bật cái nguồn lên. Bluetooth mode. Đây là nút tăng play đi quay lại của bài hát, đây là nghe nhạc. Đây là nút thời gian, đây là nút nguồn tắt bật, đây là nút bắt đầu hoạt động rồi, dừng lại. Đây là nút chế độ, máy có 4 chế độ. Đây là nút tăng giảm của độ tập 99 mức, giảm, dừng lại. Còn muốn kết nối vào Bluetooth thì chị mở, bác mở điện thoại lên, mở cài đặt lên, mở vào Bluetooth lên, bật Bluetooth của mình lên. Đây, nó hiển thị mình tìm đúng cái máy là có tên là Bluetooth này, kết nối. The Bluetooth device is connected successfully. Đấy, kết nối được rồi. Rồi quay lại mở nhạc. Tôi thì Traveloka lúc nào cũng có loa máy tính, loa sắp bên gì cũng rẻ.